Trong năm qua, chúng ta cũng chứng kiến một hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga ra đời. TOS-2, người kế thừa của hệ thống TOS-1 Buratino và TOS-1A Soyuz. Hệ thống này có bệ phóng gồm 18 ống dẫn hướng để phóng đạn nhiệt áp cỡ nòng 220mm. Việc ngắm bắn và điều khiển hỏa lực của TOS-2 hoàn toàn tự động. TOS-2 còn có hệ thống bảo vệ điện tử tránh sự tấn công của vũ khí chính xác. Trên cơ sở kinh nghiệm thu được từ việc tham chiến ở các chiến trường, các nhà thiết kế khi phát triển mẫu xe tiếp theo, TOS-2 Tososka đã quyết định chuyển sang khung gầm bánh lốp dựa trên cơ sở xe tải Uran với khả năng chuyên chở cao và di chuyển xuyên quốc gia. Ngoài ra, TOS-2 có ít đường dẫn phóng hơn, giảm còn 18 so với 24 của TOS-1A và được bù đắp bằng sự gia tăng sức mạnh và tầm bắn của đạn pháo. Đồng thời, TOS-2 có thể sử dụng các loại đạn từ hệ thống TOS-1 Buratino và TOS-1A Soyuz vì có cùng cỡ nòng 220mm. Không giống như những người tiền nhiệm trước đó, TOS-2 được trang bị thiết bị nâng riêng. Nhờ đó, nhu cầu về một phương tiện chuyên chở hỗ trợ là không cần thiết. Việc tiếp đạn cho TOS-2 có thể diễn ra nhanh chóng trên bất kỳ phương tiện nào và sẽ do đội của phương tiện đó cung cấp. Bên cạnh đó, TOS-2 được trang bị thiết bị dẫn đường hiện đại, bao gồm máy đo xa laser, định vị vệ tinh, máy đo tốc độ và đo quán tính. Ngoài ra, hệ thống có thể khai hỏa từ các vị trí chiến đấu, không chuẩn bị trước và việc nhắm bắn và điều khiển hỏa lực được tự động hóa. Đây là một hệ thống ngăn chặn một nhóm mục tiêu trên một khu vực rộng lớn. Các hệ thống súng phun lửa hạng nặng được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép và nhân lực, phá hủy các tòa nhà và vật thể nằm ở cả khu vực chống và trên công sự. Hệ thống TOS-2 gợi nhớ đến dàn tên lửa Katyusha nổi tiếng, có thể bắn tới 24 tên lửa với đầu đạn nhiệt áp. Ngoài ra, TOS-2 Tososka trên chiến trường có thể tương tác hiệu quả với TOS-1A Soyuz. Hai tổ hợp này có thể cùng tác chiến một cách hài hòa trên chiến trường. Căn cứ vào tình hình chiến thuật, chỉ huy sẽ có thể sử dụng cả hai hệ thống bánh lốp và bánh xích. Theo đánh giá của chuyên gia, khung gầm bánh xe mới đã tăng đáng kể tính cơ động của hệ thống TOS-2. Theo đó, TOS-1 Buratino và TOS-1A Soyuz sử dụng khung gầm bánh xích có thể di chuyển tốt hơn trên mọi địa hình. Còn TOS-2 Tososka cho phép nhanh chóng di chuyển dọc các tuyến đường, tạo ra một nhóm hỏa lực mạnh nhằm đánh vào các mục tiêu xác định, thuận tiện hơn khi sử dụng ở các địa hình sa mạc hoặc vị trí điểm cao.